Ba ra kêu đi. À không, tính đùa thôi. Em tính làm cộng đến tháng 4, tháng 5, tháng 6 gì đó. Đủ tiền rồi làm cái sóc quần áo ra. Có lời không, tổ lái rồi, em đi tổ lái. Cái áo á, cái áo này nọ ba. Đâu rút đỉnh quá ba, rút đỉnh quá. Má nó phá luôn như vậy kìa. Cái này đánh giá quá ta. Ôi ơi, đừng có đục cái chỗ đó nha, để tao vô tao thọt kêu vô. Chỗ nào? Thôi khỏi. Má, nãy anh cũng hên lắm, anh ghi hai cái đầu. Anh cũng không ngờ anh dính cú đó luôn. Cũng... chỗ nào? Chỗ ngay chỗ... cái bèo, 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 bèo. Có 7... Đánh... sao? Than nha, tôi... Rồi, tôi nghe tiếng nhìn cầu than kìa, tôi nghe tiếng nhìn cầu than kìa. Có 7 Frost nha, coi chừng nha mọi người. Cầu than chỗ cho tao nè. Bê, 7 Frost bắn trước đi vô, ngay chỗ đó đó. 7 Frost. Chỗ nào nhỉ? Camera nè. Ở camera, không có spot đó. Có 7 ở đây. Rồi, ok, bắn rồi đó. Vô đi. Nó đầu rồi, Hiếu. Ê, ba cái đầu. Má tao biết đúng lẹ luôn. Má mìu. Có con, ủa cái thằng nào? Hình như cầu hang trên của em á. Ấy, đủ má ủi gì á, đủ mấy cái chỗ đó bắn đéo xuyên. Ủa sao anh bị gì nữa? Kêu anh em boss quá ba. Các bạn ơi, cứu tôi cái khang ở đâu. Chơi đồ mà chưa bắn được cái cam mà còn bị mất con tròn. Bởi vậy mày phê vật nó hay vậy. Đúng rồi. Ni cứ chờ đây mà chờ. Má để anh không cầm cái điện tư sơ đi vòng vòng thôi chứ. Không chết đâu. Ơi. Trời má. À, từ từ nha. Ê địt mà em bị nó bắn trốn đâu vậy, tao không thấy đúng không? Nó hắt mẹ rồi. À, Thatcher đâu rồi, Thatcher ơi. Ủa thằng nào Thatcher, ai là Thatcher vậy? Kì. Nè ba, quăng chỗ nào? Quăng chỗ nào? Nhát tường nè, theo em. Nè, nhát tường nè. Ôi mấy mẹ. Cầu thang cuối hành lang hai đứa. Cuối thang cuối hành lang. Bảy ơi. Ê, bên phải này có không? Rồi. Nó xuống lại, miêu. Còn hai thằng đó, má bắn mình còn 5 giọt à. Được. Nó mà đặt đường chứ đặt nha. Rồi nó bắn em còn 5 giọt à. What the fuck? Đột. Miêu nó bắn rồi vậy ba? Nó bắn ngay cái chỗ hồi nãy thông. Nhưng nó đứng ở đây nè. Đó. Oh, nice. Nếu cục phải vô
Chắc mà chắc á. Xem cái lồn má bây giờ xem. Ủa sao kỳ vậy? Sao lồn như lồn. Ừ sao lồn riết quen. Đây gọi là như lồn. Thì thôi. Thôi đây thôi. Má vừa bắt đầu trận xem nó chắc luôn chắc luôn. Rồi luôn. Tại vì ta thấy con cho ta nó spawn ngay chỗ cũ á ba. Và cái và thường là nếu mà con cho ta nó spawn ngay chỗ cũ á là nó cũng ra ngay chỗ đó luôn mà. Vâng lên. Phải lâu giờ Hiếu đang vị trí vào chỗ spawn nó nè. Thiệt mà ba, mấy lần luôn á ba, mấy lần luôn rồi á. Mà đây phải lần này. Ờ chắc này lần này đó phải. Không tại vì mày. Ủa không ai lượm ấy hết à. Đây từ Huy lượm. Ok Huy lượm đi. Ủa sao mày gì? Đọt gục liền. Đọt gục sau ớt, đọt out game. Gục liền. Tội nghiệp đọt. Chết liền. Bất ngứa liền. Ủa sao mình bắn rớt cái máy bay không? Thằng không được hả? Dư rồi. Bắn rớt máy bay chịu thằng không được ta. Game như lồn. Đéo thử trái cặt gì hết. Tách trời, cho trái bom đổ bom bê đi. Tách trời rồi. Chờ nè. Bây giờ thì chết rồi. Trong không qua. Gì gờ nè một phát ngay đầu luôn á. Sao mày nữa vô đi mấy đứa này đứng ngay đây nè các bạn. Má em đồ má nhàn vả lờ. Đi gì vả lờ luôn á. Thấy em nào tao vẫn đeo không? À đặt bên ngoài đi rồi. Má đang tính bỏ lái. Đúng. Chung hết đi, được chung hết đi. Đường tắt nha. Đặt bom thôi. Chỉ cần đặt bom thôi. Chạy ra đây hay sao? Cơ chế này các hàng này, cầu hang trong phòng này là từ hang vô nha, hang vô mười mấy đừng để chạy cầu hang xuống trước xuống cầu hang. Còn hang ngay chỗ Huy á, này vô nó vô phòng này nè. Nó vô cái phòng đằng sau Huy á, Huy ừ đó cái phòng đó. Nó có hàng ngay cái phòng đó đó. NV coi chừng nha, nó có một hàng trong phòng đằng sau lưng không á. Một hàng đằng sau lưng không nè. Cái phòng này nè. Một hàng Ê trời ơi má. Sao đốc trong cái phòng đó, đốc. Ừ, nãy mới hàng đốc đúng rồi á. Ừ đó đó. Bơm ai dưới này trống nè. Bơm ai dưới này trống nè. Đâu rồi. Gì? Đặt bom đi. Bom ai đi. Trong phòng ấy, NV. Trong phòng á. Chừng nhá. Đặt thôi. Đặt đi.
Chăn đi, chăn đi, chăn đi. Chạy rồi quá. Spot rồi, nó spot rồi nè. Nó đang chạy qua, nó đang chạy qua. Nó đang chạy qua. Để tao quay kia tao canh. Ui. Chạy lên cầu thang bắn NV rồi. Một thằng gục rồi. Ê, một thằng gục ngay kia rồi. Đó đang canh tao luôn á. Xong xong rồi. Một người đỡ. Chạy ra kìa. Hai thằng luôn, hai thằng. Phải đi, còn phải đi nữa, thích thì chạy thử luôn. Vãi đái, hay sao một người hôm qua kia canh kìa, đó. Oh, win rồi. Mẹ ha. Hai thằng đứng nguyên một chỗ cho nó bắn lần hai thằng luôn, vãi cái đái. Đủ mấy con thay đạn nữa. Cố gắng nó bắn cho bằng được con cam yêu dấu của mình. Nghĩ sẽ giải thù. Thật là phú phàng. Như xe trả thù cho con cam. Ôi. Cái đó gọi là ngu lồn. Ôi, hai lần là tao đánh map này cũng bị vậy mà. Con chó nào cũng vậy á. Tụt má. À. Còn nửa giờ. Mình biết còn nửa giờ. Anh đang thử tài thi tài biết dùng với VG đây. Đúng là muốn biết là chỉ có thể biết ad chỉ có gì ad với VG thôi. Ủa có sao hai đứa vô chết lẻ vậy. Muốn biết không bạn? Những hội những người cũng biết. Chỉ có vấn đề chỉ là ở việc biết trước hay biết sau. Bột quá con. Camera chết rồi. Ăn một cái skill đáng lẽ trong anh gục con camera luôn rồi. Bắn nó gục rồi. Chán khoe. Hostile activity resume securing the container once the threat is neutralized. Nó mốt phải mua thêm cái màn hình nữa để kế bên vượt chơi game vượt coi đá banh. Đồ máu gì bị bắt tiệt mẹ rồi, what the fuck. Lẹ giống cha. Đâu? Que. Nè, mốt học đi nè. Ui. Hả? Mày đang ở đâu vậy? Máy này nè. À, đồ máu tao tưởng. Đồ máu xâm chào không mày. Ôi, phòng nào vậy nghĩa? Master bedroom, okay. Master bedroom. Nào chúng ta cùng đi nào. Bắn rồi. Chúng ta chưa tìm thấy con tin. Master bedroom, biết chỗ rồi. Master bedroom. Cái gì vậy? Tiếng gì ghê vậy? Nghe gì tiếng ầm ầm. Tiếng này chua quá. Cô đéo gì ghê vậy? Nè, có bên địch ngay đây nè. Ờ, bên địch đúng rồi. Trời đồ má, nổ đùng chết luôn chứ. Tại vì một đứa trong cái phòng mà kid bedroom á. Một gì in siêu rồi, bị tao chở bom in siêu rồi. Injure vậy, vậy cái in siêu. Ờ in siêu. À còn ủa đâu? Kid bedroom đâu rồi? Thì chắc nó chạy đi rồi. Ừ chắc battery nó qua đó. Má rồi, mất top. Fuck.
Fuck yeah, fuck yeah. Mấy thằng nên bạn mới được MGB. NVNVV lên cầu thang bắn tôi cái mưu được. Cái coi đứa cho nó luôn. Bắn cái mưu. Cầu thang đây, cầu thang bắt bắt rung á, bắt rung á. Bắt rung, bắt rung. Không không, Mercury ngay đây. Bắt rung kìa, bắt rung kìa. Bắt đít hướng rồi, bắt rung kìa. Trời ơi, thô đẩy nghệ 40 điểm. 40 điểm. Holy shit. Má, thô đẩy nghệ 40 điểm. Cam ở đâu vậy? Ôi. Bèo cam đâu vậy bèo? Bèo bắn hết rồi, bắn hết rồi, bắn hết rồi. Ở đây còn một cái nè ba. Không, nó thấy nó. À, Bakery, Bakery, Bakery. Nó thấy bot cam, nó bắn rồi, anh bắn rồi. Của Bakery, của Bakery. À, bom bom ai chống luôn nè. Đi mẹ. Không, bom ai chống, bom bom bơi có hàng gì rồi nè mẹ. Anh nhấp cái là trúng ngay đầu IG rồi. Đồ má, tao shop FPS luôn mày. Tao xuống, nãy tao xuống còn 60 rồi. Ê, 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 bombơi đi, bombơi, bombơi không ai nè, bombơi không ai nè. Bombơi không ai, bombơi tao canh rồi, tao canh bombơi rồi, tao canh bombơi. Đồ mất. Đồ má nó lắc. Lầu 2, Bakery trên lầu 2. Canh cầu thang. Rồi chạy thẳng ra ngoài, canh lầu 2. Rồi chừng bấm kiểu trên lầu 2. Bên kia kìa, bên trái anh Vi, bên trái anh Vi. Ừ, đó cái lỗ đó coi chừng. Sau cái cổng nó canh kìa. Đứng sau cái cổng canh kìa. Lết vô đi. Đủ má, đưa mẹ hình đi ba. Con cho nó đâu vậy ta? Một viên vô đầu. Ai hiểu con cái có sức sống này hiểu. Ngay. Đục luôn cái tường luôn. Ê, đi mẹ thấy con John rồi. Cũng bắn gì mà cũng dính. Có 7 nha mấy bạn. Tôi hết hồn em. Tuyệt mẹ. Con nó bay rồi, con John nó chạy rồi á. Ở đâu vậy? Ai không? Bắn cho rồi, bắn, tôi bắn được cho rồi. Ê, đồ má Hiếu. Má tao còn 25 giờ có Hiếu. Chứ bữa em nhắc bạn em đi massage ba, lòng má nó nhỏ hơn em ba, đừng mẹ vô massage ghê. Nhỏ massage hỏi, năm nay anh nhiêu tuổi rồi, cái bạn em kêu năm nay anh 7 tuổi. Năm nay anh 17 tuổi, đồ má gắt hơn. Ủa vậy là nếu mà giờ ví dụ giờ hai đứa chịch nhau là điềm mẹ là thằng kia đi tù hay là con nhỏ này đi tù? Đâu nghe nhỏ nó kêu là vậy hả, vậy kêu chị là chị nha cưng. Mẹ quê phải luôn. Ờ không, ấy khái mày, tao khái mà tụi nó kêu, tao kêu tụi nó bằng chị á mày nghe. Đồ má thấy Hiếu có sở thích bãi lộn không Hiếu? Miễn đó thôi. Miễn đó thôi. Tụi nó nghe nghe. À, Hiếu giờ Hiếu nhiêu tuổi rồi? 21 phải không? Giờ Hiếu Hiếu thích thể loại kiểu như đồ má nghe nhỏ mà đồ má tự nhiên. Đồ má tự nhiên kêu vậy kêu bằng chị nha cưng, đồ má nghe má đúng giờ hương. Đồ vậy là mấy món Hiếu kiếm mà bị bắt cho ba, đồ má để bắn cho mình. Ý Hiếu nói là mấy món Hiếu kiếm mấy nhỏ mà. Ơi mấy con nhỏ mà 40 tuổi á ba. Vì mẹ nó bà già mẹ ơi. Đồ má vô gặp bằng cháu nha cháu. Ừ, đồ má cháu. Ai đồ má cháu gọi đồ á, buồn cười quá nó bắt được. Đồ má cháu gọi bằng cháu nha cháu. Đồ má đang đứng bên kia đủ mất cái buồn cười, đồ má đang biết được cái lùi. Thơ mai. Ờ ok chạy lấy nè. Đồ má
Tao quá đang tính Victor Frost đủ một cười quá rồi. Đồ má vô, vô kêu đồ má gọi cô. Ôi cái lồ má nó bắn cái kêu lên. Này thì đi mẹ rồi, gọi cháu hết con. Nó bắn như cái hố, cái đường vô xuống hầm đó. Đi mẹ gọi gọi. Gọi gọi chú đi con, gọi chú đi con. Nghe mẹ. Gọi chú đi con, cái lồ má. Cái này vẫn còn nè, cái chỗ boss vẫn còn nè. Đi mẹ sao đứng luôn rồi. Đủ có cái gì giờ hả? Lồ má. Ủa dây gờ giờ bắn được cái viên đạn của Ash sao mà không, ý là dây gờ nó chặt được. Hoặc là bắn nít gì á. Không, không, cái lộn này. Bắn nít nào đây quá. Bèo tỉnh phải luôn. Hay quá bèo. Tim massage, chạy lẹ phải luôn. Tim massage. Má cái gì vậy? Thì mẹ lại buồn cười bởi rồi. Đụng mấy rồi bằng bài nha cháu. Taking me down out, you made it.